Nếu mà anh em chưa biết, ngón trỏ tiếng Hán là thực chỉ. Trong đó thì thực là ăn, chỉ là ngón. Hiểu đơn giản nhá, ngón trỏ chính là ngón tay về đường ăn uống. Hôm nay thì hãy cùng Đào Kinh Dị đến với một câu chuyện mà đầy ám ảnh có liên quan đến ngón tay này nhá. Đây là một câu chuyện của Trung Quốc, và hãy cùng mình nhập vai vào nhân vật ở trong chuyện, cùng khám phá những điều bí ẩn ở quanh ta. Chuyện ma Trung Quốc, ngón trỏ. Bạn tôi thì một bên hút thuốc, một bên thần bí dựng ngón thực của cậu ta lên cho tôi xem. Nhìn này, ngón thực của mỗi người đều đại biểu sự tham lam của con người. Bởi vì dục vọng ăn uống là dục vọng cơ bản nhất và là nguyên thủy nhất của nhân loại. Biết tại sao lại gọi là ngón thực hay không? Bởi vì người xưa đã nói, một khi nhìn thấy thứ gì đó ngon ngon, ngón trỏ sẽ nảy lên. Không phải là có câu thành ngữ nói là ngón thực đại động hay sao? Tớ hiện giờ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện về ngón thực. Nói xong, cậu ta dập tắt điếu thuốc, bắt đầu tự thuật lại câu chuyện này. Khi mà tớ đến một thị trấn nhỏ phía Tây Nam, ở nhờ trong một gia đình nọ, nơi đó thì có một cụ già tuổi tác đã rất là lớn, tinh thần cụ rất là tốt, tớ không có gì làm liền cùng cụ tán gẫu. Cũng từ trong miệng cụ biết một câu chuyện thế này. Thời kỳ dân quốc, con gái vùng này muốn gả cho gia đình tốt, đầu tiên phải có một vóc dáng tốt, nhất là thắt lưng. Nghe nói là một số gia đình còn có thước đo tiêu chuẩn rõ ràng, chuẩn xác đến từng mm. Tôi cười và nói, thế thì lại quá là khoa trương rồi. Con gái càng gầy, bọn họ càng cảm thấy xinh đẹp. Xem ra là vừa vặn trái ngược với vẻ đẹp béo tốt thời đường. Có khả năng là người địa phương cực kỳ là phản cảm với heo, cũng càng cho rằng chỉ cần mập mạp đều đáng là tởm và không chịu nổi. Vì vậy con gái nơi đó đều liều mạng mà ăn kiêng, đều thấy một dáng người mềm mại, liệu yếu đảo tờ nhất có thể. Trong đó có một cô gái tên là Tú. Từ khi mà cô bắt đầu hiểu được hạnh phúc cả đời mình thì sẽ tỷ lệ nghịch với thắt lưng của mình, thì cô không còn ăn thịt nữa, còn bao gồm cả mì cũng không ăn. Nhưng mà tựa hồ vận mệnh thì rất là thích trêu đùa người khác. Mặc dù là Tú từ sáng đến tối không ngừng vận động, chỉ ăn một chút trái cây mà thôi, cô cũng vẫn sẽ béo lên. Có lẽ là ấn theo hiện tại mà nói thì đây là vấn đề về gen, cũng chắc có thể là một loại bệnh. Nhưng mà người thầy đó thì không hề cho là như vậy. Những cô gái gầy com đều phía sau cười nhạo Tú, nói cô là heo tinh đầu thai. Người trong nhà đã không ngừng than vắn thở dài, bởi vì vóc người của Tú cứ càng ngày càng béo lên. Đừng nói là gả cho gia đình tốt nhá, chỉ sợ lão Tứ nghèo nhất địa phương cũng không thèm đến cô nữa. Nói đến lão Tứ, kỳ thật là tính đến trong nhà Tú có thể tìm được vài tia quan hệ thân thích. Nhưng mà loại thân thích này thì giống như tóc trên đầu vậy, nhiều không thể nào đếm xuể, mỗi ngày không ngừng rơi rụng vài sợi. Nhưng mà con trai của lão Tứ cùng với Tú là thanh mai trúc mã. Hai người khi còn nhỏ thường chơi đùa cùng với nhau. Chẳng qua là từ khi Tú lập chí gả vào gia đình giàu có, liền cắt đứt quan hệ với con trai của lão Tứ. Xong con trai lão Tứ vẫn đặt Tú ở trong lòng. Hiện giờ loại thời điểm này cha mẹ Tú cũng cố không được nữa. Nguyện vọng lớn nhất của bọn họ là mau chóng gả Tú ra ngoài, đỡ phải để ở nhà dọa người nhìn thấy. Dù sao thì bọn họ cho rằng hàng hóa loại con gái này trong nhà vẫn còn rất là nhiều. Con trai của lão Tứ tên là Dân. Kỳ thật luận tướng mạo cũng xem như là anh Tuấn. Chỉ có mỗi cái nhà nghèo, ăn mặc cũ nát, nhưng vô cùng là sạch sẽ, bất kể là người hay quần áo. Cha của Tú đem việc này nhắc với lão Tứ. Cha con lão Tứ không hề nghĩ ngợi, cũng đồng ý ngay tắc lư. Kết quả là trong vòng một ngày liền hoàn thành việc cầu hôn, đặt sinh lễ, hồi âm, trình tự tiệc rượu gả con gái dày da gì đó. Vào khi ấy cũng xem như kỷ lục hạng nhất. Tú thì mặc dù hơn giận trăm chiều, nhưng không còn cách nào nữa. Ai bảo mệnh mình không tốt kia chứ? Nếu con không gả, qua vài năm sợ rằng ngay cả Dân cũng chướng mắt mình. Huống chi chồng đối với mình chăm theo ngàn chiều, thương yêu chỉ có tăng không giảm chút nào, cuộc sống ngày qua ngày cũng chín bỏ làm 10 được. Sự tình thường đúng dịp như vậy, có lẽ là do phong thủy, có lẽ là do tâm linh. Tú mà sau khi gả đến nhà họ Tứ, ngược lại dần dần gầy đi, cuối cùng lại trở thành mỹ nhân gầy nổi danh của địa phương. Đáng tiếc là cô sớm đã thành vợ người ta, nhưng như trước rất nhiều người lại để ý cô. Người nơi đó lại không quan tâm cưới lần đầu, cưới lần hai gì cả. Bởi vì người vợ đối với những người đó mà nói chẳng qua chỉ là công cụ để sinh đẻ, cùng tác dụng thay đổi phong thủy trong nhà mà thôi. Bản thân của Tú thì cũng không hề an phận. Hơn nữa, cô kiên trì không có con. Việc này thì khiến Dân khổ não vô cùng. Anh biết không có con mình không giữ được Tú. Kỳ thật, có con có thể giữ được cô hay sao? Cuộc sống ở trong nhà thế nào Tú cũng mặc kệ. Mỗi ngày cùng vài người bạn tán gẫu shopping hoặc đến làm khách những nhà giàu có. Nào giống như một người vợ nhà nghèo khổ kia chứ. Xem ra thì đều do việc gầy gây họa. Dần biết, chỉ khi nào Tú béo lên, cô mới thể an tâm ở lại nhà này được.
Không lâu sau nữa, quả nhiên Tú lại phát phi. Hết thầy phảng phất như trở lại trước đây vậy. Cô lại trở về làm một nông phụ. Cô oán hận vận mệnh trêu người mình. Chỉ có Dân là âm thầm bật cười, nhưng ngoài mặt lại một bên cùng cô oán hận, một bên an ủi cô nữa. Cuộc sống thì cũng tấm thoát thoi đưa, nhoáng cái đã chục năm trôi qua, Tú cũng đã sinh con, cô cũng không còn mơ mộng nữa, yên ổn sống cùng với Dân. Mãi đến khi con gái của bọn họ là Nguyệt Nhi lớn lên. Nguyệt Nhi sinh ra vô cùng là xinh đẹp, hấp thụ ưu điểm của cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà tựa hồ cô cũng luôn trong tình trạng không gầy không mập, thậm chí thỉnh thoảng lại còn có thể đầy đặn lên một tí. Kỳ thật là dựa theo tiêu chuẩn hiện tại, một chút cũng không béo. Song Tú lại không muốn con gái dẫm lên vết xe đổ của mình. Cô từ rất sớm bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của Nguyệt Nhi. Chẳng qua công hiệu không lớn lắm. Mắt thấy Nguyệt Nhi sắp 16 rồi, nhưng thắt lưng so với những cô gái cùng tuổi của nó lớn hơn cả một vòng. Tú gấp đến nỗi mỗi ngày đều ngủ không được. Nhìn vợ mỗi ngày thì thức đến vành mắt đen xì, Dân rốt cuộc nhịn không được nữa. Có lẽ anh cho rằng thời gian đã xóa nhòa hết thảy. Lúc này kể cho vợ nghe cũng không sao nữa rồi. Hôm đó hai người cùng ngủ trên giường, Tú như trước trăn trở không thể nào ngủ được. Dân xoay người sang cô, nghiêm mặt nói: "Em biết khi mà em xuất giá ấy, tại sao bỗng dưng lại gầy như thế hay không?" Tú kỳ quái lắc đầu, lập tức hỏi: "Tại sao?" "Đó là vì anh. Nhà của anh mặc dù nghèo nhưng biết một biện pháp có thể làm cho người ta trở nên gầy đi. Nhưng tổ tiên lại dặn dò đây là cấm thuật, dùng nhiều khống chế không tốt sẽ bị báo ứng ngay. Xong đến tuyệt cùng là báo ứng gì thì lại không biết được. Sau này khi em về nhà, anh liền làm thuật này với em. Về sau em muốn bỏ đi, anh mới giải thuật, cho nên em lại béo lên ngay." Dân buồn bã nói. Tú thì đã qua tuổi thức giận. Kỳ thật, cô sớm đã nghĩ mình đột nhiên trở nên gầy rồi lại béo, có thể là do chúng mình giở trò gì đó. Nhưng nghe được loại cách làm kỳ diệu này cũng cảm thấy hiếu kỳ. "Quên đi, đều đã là quá khứ rồi, em không trách anh. Có điều anh không thể làm lỡ Nguyệt Nhi nha. Em phải cho nó vô gả một cha, em phải cho nó gả một gia đình tốt. Anh nhanh nhanh nói cho em biết đi nào." Dân đi nhìn vợ sốt ruột cũng không nhịn được, rốt cuộc anh giơ ngón thực của mình lên nói với Tú là ngón tay. "Ngón tay ư? Có ý gì vậy?" Tú kỳ quái hỏi. Dân kể Tú biết tổ tiên kia vào nạn đói đã tốt bụng thu nhận một người ăn mày. Nghe nói là người ăn mày này thì không phải là người phàm, là một thuật sĩ Mao Sơn du lịch nhân gian. Xong giả trang thành ăn mày để xem thiện tâm của mọi người. Ông ta thấy tổ tiên của Dân tâm địa thiện lương nên dạy một chút phép thuật cho tổ tiên của Dân. Về sau đời đời truyền xuống, phần lớn cũng đã thất truyền. Chỉ còn lại một phương pháp làm ốm này được bảo lưu đến giờ một cách đầy khó hiểu. Nhưng gia tộc Dân từ đó cũng bắt đầu suy tàn. Sợ rằng việc đó cùng việc sử dụng pháp thuật của Mao Sơn truyền lại chứa nhiều kiêng kỵ liên quan. Mao Sơn thuật có rất nhiều cấm kỵ, một khi vi phạm, nhẹ thì xui xẻo hao tài, nặng thì có huyết quang tai ương, thậm chí là tổn thất đến đời sau nữa. Có thể là tổ tiên Dân đã quyết định dùng pháp thuật để làm gì đó bất nghĩa mới bị báo ứng như vậy. Về phần pháp thuật mà Dân kể ở Tú này, kỳ thật chỉ cần nuốt móng tay của ngón thực mình là được. Nhưng mà thuật này nhiều nhất mỗi lần chỉ có thể duy trì vài năm. Hơn nữa, mỗi người có thể gầy mức độ hữu hạn mà thôi. Dùng hơn, nghe nói cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì đó rất là kinh khủng. Bởi vì chỉ làm cho gầy đi nên người nhà Dân cũng rất ít khi sử dụng. Nhưng cha của Dân vẫn dạy Dân sử dụng. "Khó trách về sau mỗi lần anh gặp em đều tốt bụng giúp em cắt móng tay như vậy." Giọng Tú là lạ nói. Dân cảm thấy có chút khó xử, vuốt mặt vợ. "Anh đây chẳng phải vì thích em hay sao?" "Quên đi, em cũng không tức giận. Ngày mai anh liền làm thuật này đi, mau chóng làm cho Nguyệt Nhi gầy xuống." Dân gật đầu, hai vợ chồng lại an tâm ngủ tiếp. Quả nhiên, không lâu sau thì Nguyệt Nhi thật sự là gầy xuống, hơn nữa trở thành cô gái gầy hoạt bát xinh đẹp có tiếng ở trong vùng. Hàng xóm xung quanh đều khen Dân và Tú nuôi được con gái tốt như vậy, khẳng định là có thể gả một gia đình tử tế rồi. Hai vợ chồng nghe xong, cười không khép được miệng lái. Nhưng sự tình rất là không may. Một hộ tài chủ lớn nhất địa phương muốn tìm con dâu. Ông nhà giàu này từng đề cập trước, thể trọng vòng eo con dâu đều phải chuẩn xác đến đơn vị nhỏ nhất. Tú thì đương nhiên để con gái mình đi thử. Đáng tiếc là còn kém một chút. Hơn nữa, Nguyệt Nhi đã nhẹ nhất rồi. Ông nhà giàu kia tuyên bố, qua một tuần nữa nếu không ai đủ tư cách, sẽ đến vùng khác để tìm. Tú thì một mực muốn cho con gái gả vào nhà này, liền bức Dân làm phép một lần nữa. Dân bất đắc dĩ nói: "Em có nghe qua thần hành thái bảo đời Tông hay không?
Kỳ thật có những loại thuật này đều có mức độ bất đồng. Nghe nói là có một vị sứ giả khi đưa tin chậm trễ thời gian, sợ bị của trách. Một vị thuật sĩ Mao Sơn dạy hắn lấy châm bạc đâm vào lòng bàn chân, nhịn xuống đau nhức, nặn máu ra. Có thể ngày đi được 300 dặm, đêm đi được 300 dặm. Quả nhiên đúng là như vậy. Về sau, sứ giả lại hướng dẫn thuật sĩ lãnh giáo biện pháp chạy nhanh hơn nữa. Thuật sĩ nói, chỉ cần móc xương bánh trẻ của hai chân ra, có thể đi được 2.000 dặm chỉ trong vòng 1 ngày 1 đêm. Kết quả, sứ giả đã bị dọa bỏ chạy. Thần Hành Thái Bảo Đới Tông là một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Trong truyện thì ông ta có phép thần hành, đeo một chiếc giáp mã vào chân thì đi 200 dặm một ngày. Đeo hai chiếc giáp mã có thể đi đến 400 dặm. Một ngày mà đeo 4 chiếc giáp mã có thể đi được 800 dặm. Tiếp tục câu chuyện nhé. Anh nói việc này với em làm gì vậy? Tú kỳ quái hỏi. Anh muốn nói cho em biết, nếu em còn muốn làm cho Huyền Nhi gầy xuống nữa, sẽ không chỉ trả giá bằng móng tay đâu thôi. Dần lo lắng đáp. Tú đi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn cứ muốn kiên trì để cho Nguyệt Nhi phải gả được gia đình giàu có lắm tiền kia. Dần hỏi ý kiến con gái, Nguyệt Nhi hiển nhiên muốn mẹ được vui vẻ, trong nhà thoát khỏi cảnh nghèo khó, một hơi đáp ứng ngay lập tức. Dần thì ngăn không được hai người, nhưng lần này cần Nguyệt Nhi phải ăn luôn cả ngón thực của mình. Người ta nhà giàu mà, cũng không quan tâm thiếu mất ở ngón tay, chỉ cần đủ những tiêu chuẩn khác là được. Ngón tay thì còn có thể nói là trước kia còn bé làm bị thương chẳng hạn. Vì vậy, Nguyệt Nhi chỉ cần cắn răng, chặt đứt đi ngón thực, rồi nuốt vào bụng. Quả nhiên là ngày thứ hai, Nguyệt Nhi liền gầy xuống rõ ràng. Vết thương trên tay vừa lành, lập tức đến nhà phú ông kia. Phú ông đang giàu dĩ, vừa nhìn thấy Nguyệt Nhi liền vui mừng khôn xiết. Việc hôn sự này rất nhanh chóng được định xong. Chuyện ngón tay kia mọi người tựa hồ cũng dần dần quên mất. Sự tình chậm rãi khôi phục lại bình thường. Dân và Tú đều dựa vào tiền của nhà phú ông kia cuộc sống sung túc. Lúc này, mặc dù Trung Nguyên đang đánh giặc, nhưng chiến hỏa lại không đốt tới chỗ này. Nơi đây như trước vẫn là một mảnh bồng lai tiên cảnh. Không lâu sau, Nguyệt Nhi có thai, sinh hạ một đứa con trai. Tựa hồ như là một chuyện tốt. Nhưng rất nhanh thân thể Nguyệt Nhi tăng lên tựa như thổi bong bóng vậy. Một phát không thể nào vãn hồi được. Người bên nhà chồng đối sự béo lên là Nguyệt Nhi cảm thấy rất khó hiểu. Bọn họ nói lại việc này cho Dân và Tú. Cũng nói sau khi cưới béo một chút cũng được, nhưng cứ như Nguyệt Nhi hiện giờ, sợ rằng khó thể mang thân phận con dâu nhà bọn họ nữa. Nếu mà Nguyệt Nhi còn tiếp tục béo lên, bọn họ quyết định bỏ rơi cô ấy. Tú đi khóc hỏi Dân, Dân vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, tìm đọc chút sách. Rốt cuộc là biết được sản phụ khi sinh nở, mất máu nhiều sẽ phá hủy pháp thuật này. Tú khi sinh Nguyệt Nhi có thể béo lên, do đó Dân không để ý thuật này lại bị giải. Sự tình tới nước này rồi, Tú nhìn thân thể con gái như quả bóng hơi, khóc lóc vặn hỏi Dân. Cho dù phải biến về nguyên dạng, cũng đừng để Nguyệt Nhi chúng ta biến thành như thế này chứ. Dân nói với Tú, pháp thuật một khi được giải, thân thể sẽ như lò xo nén lâu bắn ngược trở lại. Hơn nữa khi ở cữ, dinh dưỡng lại dồi dào, ngay cả người thường cũng dễ béo lên cơ mà. Em mặc kệ, cứ tiếp tục như vậy, cả nhà chúng ta đều không có cách nào đặt chân ở đây. Hơn nữa cháu ngoại em, con trai Nguyệt Nhi cũng không được gặp. Anh nhẫn tâm như vậy hay sao? Dân ôm đầu, nhìn con gái và vợ khóc lóc một bên, rốt cuộc gian nan nói. Thật này thì chỉ có thể làm một lần, nhưng mà... Đừng có nhưng mà nữa, có thể cứu con gái bắt em trả giá thế nào cũng được. Tú khóc cầu Dân, Nguyệt Nhi thì cũng quỳ trên mặt đất cầu xin cha mình. Anh không biết sẽ có hậu quả gì, bởi vì cho dù là tổ tiên ngày trước cũng chưa từng làm đến vậy. Làm phép 3 lần, bọn họ đã nhiều lần ra đe con cháu, dùng nhiều thuật sẽ bị trời phạt. Nói không chừng chỉ là đạo sĩ kia hù dọa người ta mà thôi, anh cũng nói chưa ai dùng qua, anh làm sao biết sẽ bị trời phạt thế chứ? Tú hỏi ngược lại, Dân im lặng không trả lời. Cuối cùng thì không thể làm gì khác hơn là đáp ứng làm phép lần cuối cùng. Lúc này đây không chỉ là ngón tay Nguyệt Nhi nữa, mà là cả ngón thực của cả Dân và Tú. Bởi vì con cái có mối ràng buộc vô hình với cha mẹ. Nếu một bên dùng phương thức chuyển đổi đem chút bệnh tật hoặc thống khổ của mình có thể chuyển rời sang bên kia. Cho nên, Nguyệt Nhi nuốt vào ngón thực của cha mẹ, chặt ra cho mình. Dân và Tú chịu đựng đau đớn, kịch liệt thu xếp cho con gái đi ngủ xong. Hai người chẳng đêm không ngủ canh giữ bên cạnh, rất sợ là xuất hiện chuyện gì xấu. Xong, tựa hồ tất cả đều thuận lợi. Sáng ngày thứ hai, Nguyệt Nhi liền khôi phục dáng người trước khi cưới, tựa như là thiếu nữ vậy. Vợ chồng hai người lúc này mới an tâm tiễn Nguyệt Nhi trở về nhà chồng. Gia đình chồng bên kia vừa nhìn cũng thất kinh. Nhưng nếu mà gầy đi hiển nhiên là chuyện tốt rồi. Cũng liền cười trừ, mở cửa chào đón người trở về.
Dân và Tú cũng về nhà dưỡng thương. Nhưng đêm khuya ngày thứ hai, đang lúc Dân và Tú còn đang ngủ say, Xui Gia bỗng dưng phát người báo tang, gọi Dân và Tú mau đến. Hóa ra là khi màn đêm buông xuống, Nguyệt Nhi liền bạo vong. Hơn nữa, tử trạng rất là khủng bố. Tú vừa nghe liền ngất xỉu tại chỗ. Dân không thể nào làm gì khác hơn là một mình đi nhận xác. Dọc đường, đầu óc của Dân trống rỗng, giống như xác không hồn đi yên đường được người ta dắt vào hiện trường. Con gái bỗng chốc đã mất, thật làm anh khó thể tiếp nhận được. Nhưng mà khi anh nhìn thấy thi thể con gái, hay tạm thời có thể gọi là thi thể, anh cũng cơ hồ bị dọa ngất. Cả người Nguyệt Nhi tựa như bị động vật gặm cắn vậy, quanh thân không một khối thịt nào nguyên vẹn, cùng xương khô không sai biệt lắm. Từ trên giường đến cách mặt đất gần 2 thước đều là dấu vết Nguyệt Nhi kéo lê ra, máu cùng thịt nát rơi tản mát khắp nơi. Đầu Nguyệt Nhi ngóc cao, bàn tay hướng về phía ngoài cửa. Phòng trường từ trên giường lăn xuống, muốn ra mở cửa. Nhưng mà chỉ bò vài bước liền tắt thở ngay lập tức. Hơn nữa trước khi chết, chỉ sợ phải chịu thống khổ đủ bề. Dân làm thế nào không hiểu được, chẳng lẽ đây là báo ứng từ nói tới. Nhìn thi thể con gái, anh đặt mông ngồi trên đất, nhất thời nước mắt giàn giụa. Bởi vì tử trạng khủng bố, hơn nữa nền nếp gia đình nhà giàu này quá là nghiêm, chân tướng cái chết Nguyệt Nhi không mấy ai biết. Đối với người bên ngoài thì nói mợ trẻ bị bệnh cấp tính mà chết. Ông chủ nhà Dân và Tú khoản tiền để bọn họ rời khỏi đây. Đáng tiếc, sau chết thảm con gái, Tú đã không ngừng tự trách, về sau thì cũng tự sát. Dân thì bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe nói là thuật Mao Sơn bản thân chính là một loại pháp thuật xô quỷ cùng chuyển vạ. Tỉ như là người làm phép có thể đem thịt hoặc đồ ăn của nhà người khác biến đến tay mình, cũng có thể làm cho đau đớn của mình chuyển rời đến trên người kẻ khác. Phỏng chừng thuật này cũng đem mỡ trên người mình chuyển rời đến kẻ khác mà thôi. Phàm là thuật thì luôn luôn có một mặt tự tổn hại. Dân thì nhiều lần làm phép, rốt cuộc chịu báo ứng. Đáng tiếc chính là báo ứng lên người thân nhân của mình. Về phần Nguyệt Nhi chết thảm, kỳ thật là phản phệ của thuật. Trong lục đạo của Phật giáo, một loại quỷ gọi là quỷ chết đói. Bọn chúng thì rất rất là nhỏ, nhỏ như con kiến vậy, nhưng số lượng đầy đông đảo. Bọn chúng nguyện sống đói khát, chết đi sẽ hóa thành quỷ, ăn tươi nuốt sống hết thảy mọi thứ. Ngón thực thì tượng trưng cho người thèm ăn. Ăn tươi ngón thực của mình kỳ thật chính là đạt thành khế ước của quỷ đói. Chúng sẽ giúp bạn ăn sống thịt béo và mỡ béo mà bạn chán ghét không muốn. Nhưng một khi khế ước không thể nào kiểm soát được nữa hoặc là quá liều lượng, chúng sẽ ăn tươi nuốt sống cả chính bạn luôn. Bạn tôi nói tới đây, kề sát qua thấp giọng nói với tôi. Khi tớ nghe xong câu chuyện này của ông cụ, tớ cũng nhịn không được vuốt ve ngón thức của mình. Tớ nghĩ chẳng lẽ ăn ngón trỏ của mình có thể gây đi thật hay sao? Đang lúc tớ nghi hoặc, cụ già cười cười đứng dậy rời đi. Tớ chú ý là thấy trên ngón tay cụ cũng chỉ có 4 ngón, duy chỉ thiếu ngón trỏ nọ mà thôi. Về sau tớ nghe ngóng khắp mọi nơi, mọi người xóm bên nói không biết ông cụ, nói ông cụ hình như sau giải phóng mới đến. Tất thảy mọi người đều gọi ông ấy là bác Dân. Tôi nghe đến há hốc miệng không nói lời nào. Tôi cũng giống như bạn mình khẽ vuốt ngón thực, trong đầu chợt nhớ tới vài ngày trước đó nhìn thấy đàn kiến. Bỗng dưng cảm thấy một trận ngứa ngáy. Bạn tôi thấy tôi ngẩn người, cười vỗ mạnh vai. Không cần lo lắng, có vài thứ nếu có thì phải có, nếu không thì là không. Không nên dựa sức người để cưỡng cầu. Vậy thì cũng chưa chắc nha. Mọi chuyện đều do người làm ra, cậu đừng nói theo kiểu vận mệnh như vậy. Tôi cũng cười phản bác. Tôi và bạn tôi cùng nhìn nhau rồi bật cười. Một câu chuyện rất là hấp dẫn đúng không nào? Hóa ra cái kết của câu chuyện này ấy, thì là gia đình nhà cái ông bác Dân kia đã ký kết với quỷ đói và ăn chính ngón thực của mình. Và cái cô gái thì cô bị phản phệ là bị ký cái khế ước quá nhiều lần và bọn quỷ đói đã ăn hết thịt xương rồi mỡ miếc các thứ của cô gái đấy. Cũng ghê phết nhở. Đến bây giờ mình mới nghe được một câu chuyện ma mà nó nói về cái đạo thuật của Mao Sơn, nó kinh khủng như vậy. Video này đến đây cũng là hết mất rồi. Đừng quên like, share nếu bạn thích nhá. Chân anh cảm ơn anh em.